Kỹ xảo thứ nhất, kêu gọi chú nhỏ thức dậy. Thời tiết ở Việt Nam thì vào mùa đông, miền Bắc thì ngày càng lạnh, nên là có những cái trường hợp đó là các chú nhỏ của các cánh đàn ông ấy thì gần như là co quắp lại hoặc là nhỏ díp lại. Có nhiều người bạn của tôi có trêu đó là mày thử lấy nhíp mày gắp xem nó dài ra không. Còn ở miền Nam thì khí hậu thoải mái nên là nó không có vấn đề này. Thì tôi muốn nói đó là nếu mà lúc mà bạn quan hệ mà chú nhỏ đã cương cứng rồi ấy, gọi là lên nòng lên đạn, thì các bạn quan hệ rất là thích, đúng không? Còn nếu mà chú nhỏ nó bé xíu này và nó gọi là nó mềm oạt này, nó không có gọi là không có cái cảm hứng để quan hệ, thì việc đầu tiên bạn phải gọi chú nhỏ thức dậy. Và gọi chú nhỏ là một nghệ thuật và người gọi chú nhỏ là một nghệ sĩ. Việc đầu tiên đó là tôi hay áp dụng nhá, đó là tôi có thể thơm cậu bé này, thơm chuột nhẹ nhàng một tí này, và giống như tôi gọi là đánh thức dậy ấy. Đấy, và lúc sau tôi sẽ lấy hai tay của tôi cùng một lúc, giống như là tôi nâng, tôi không biết các bạn như thế nào nhưng mà tôi rất là nâng niu chú nhỏ của chồng tôi. Tôi cảm giác giống như một sinh vật rất là thiêng liêng ấy. Tôi lấy một tay tôi nâng tinh hoàn và một tay tôi nâng cậu nhỏ lên, và tôi nâng rất là gọi là ân ái, tôi rất là phải trân trọng với các bạn tưởng tượng cái cảm giác đó. Và vừa gọi lên này, vừa tay phải thì bắt đầu vuốt nhẹ nhàng đấy, còn tay trái bắt đầu nghịch tinh hoàn để cho nó có thể săn lại. Và bắt đầu tôi thơm, và bắt đầu tôi sẽ lấy cái lưỡi của tôi thơm nhẹ vào cái đầu khắc, để nơi đấy là nơi tập trung rất nhiều các dây thần kinh cảm giác. Và bắt đầu chú nhỏ đang nằm ngủ và bắt đầu nó dựng lại, bắt đầu nó to lên, càng to thì mình lại càng lấy tay mình cầm, mình nắm từ dưới lên đó, và mình càng vuốt thì nó càng cương cứng lên, càng vĩ đại lên. Và khi mà nó đã thức rồi ấy, thì đấy là lúc mà các bạn phải tận hưởng. Kỹ thuật 2, trêu chọc thổi hơi vào chú nhỏ. Có một sự thật mà không phải chị em phụ nữ nào cũng đủ tinh tế để nhận ra rằng chúng mình khi mà quan hệ tình dục không phải là tập trung vào bên dưới ngay, mà các bạn phải tập trung vào bên trên, cái cảm giác và cái biểu cảm trên gương mặt của đàn ông đã. Và tôi ấy, bình thường khi mà người con gái gợi tình ấy, là khi mà nhìn vào mặt đối tác nam giới của mình, ánh mắt gọi là rất là dâm đãng, rất là lả lơi, và cái miệng nên để há ra, giống như các bạn, giống như tôi phải nói các diễn viên hoặc là các bộ phim nào người ta gọi. Các bạn cứ tưởng tượng cái cảnh ấy đúng không? Giống như quả vị thú vồ môi ấy. Đấy, và bạn hãy há miệng ra và bạn ánh mắt lơ đãng này, lẳng lơ này, gọi như thế. Và bạn hãy nhìn vào ánh mắt của đối tác bạn chồng của mình. Và mình bắt đầu mở miệng ra giống như mình chuẩn bị ăn tươi nuốt sống hoặc nuốt trọn cái gì đó của chồng. Và bắt đầu mình già dần thổi hơi nhỏ và bắt đầu vào ngực này, rồi rốn này, rồi đùi non, rồi bắt đầu đến vùng cấm địa của chàng. Và đừng có ngậm ngay hay đừng có mút ngay nhé, mà hãy thổi nhẹ nhàng. Thổi hơi này không phải là thổi giống như là mình bị bỏng tay, mà thổi đây có nghĩa là mình phả hơi từ trong cái vòng họng của bạn, bạn hiểu không? Nếu mà bạn thổi thì nó rất là mát và cảm giác nó rất là lạnh, còn nếu mà bạn phả hơi từ trong vòng họng của bạn ấy, thì nó cực kỳ ấm, giống như bạn đang hà hơi, bạn tưởng tượng được không? Và khi mà hà hơi ấm như thế thì nó sẽ kích thích dương vật của chàng rất là mạnh. Bạn hãy thử áp dụng cái chiêu này, và khi mà hà hơi làm cho mình cảm giác như là nó dạo dực hơn ấy, thì cậu nhỏ bắt đầu dậy rồi, thì mình hãy liếm môi trên và môi dưới cho nó thật là ướt, chớ bị khô nứt nẻ. Và mình hãy thơm nhẹ cái đầu khắc của nam giới, sau đó là hãy dùng chiếc lưỡi ẩm ướt của mình đi vòng quanh, có thể là hình xoắn ốc hoặc là hình xích rác gì đó, và mình vừa vuốt cái thân của nam giới và mình vừa phả hơi đấy thật ấm vào, làm cho nó như một cái xúc xích nóng bỏng ấy. Tôi nói như thế, các bạn hãy tưởng tượng. Kỹ xảo 3, liếm từ gốc lên ngọn. Cái kỹ xảo này thì tôi muốn chia sẻ cụ thể hơn với các bạn, đó là ở gốc ấy thì có hai hòn bi nữa, nên là trước khi mà liếm từ gốc lên ngọn, các bạn có thể thơn qua hoặc là thơm hoặc đá lưỡi qua hai hòn bi này để cho nó ẩm ướt, tại vì hai hòn bi này nó rất là xù xì. Có rất nhiều người lại bắt đầu hôn liếm từ bên trên đỉnh dương vật xuống bên dưới, nhưng mà để mà kỹ thuật hôn chuẩn của nó, đá lưỡi chuẩn ấy, liếm là liếm từ dưới lên, tại vì bên trên là dây thần kinh cảm giác, bạn hôn một phát ấy là gần như người đàn ông ấy chưa có cảm giác mấy, họ chưa dùng mình mấy. Nhưng khi mà bạn hôn từ hai viên bi, bắt đầu bạn hôn chậm chậm liếm từ dưới lên trên, thì sẽ làm cho người đàn ông bắt đầu run hết người lên, và gần như là hôn đến lên trên cùng, bạn hôn nhẹ hoặc bạn đá lưỡi vòng quanh ở cái đầu khắc của nam giới thì làm cho nam giới có thể run lên đến đỉnh điểm hơn. Có một sự thật đó là khi bạn hôn từ dưới lên trên ấy, thì bạn hãy dùng cái lưỡi ẩm ướt của mình hôn thật chặt, nút thật chặt. Và các bạn nhớ cái kỹ thuật nút mà tôi đã làm ở video lần trước, đó là hóp lại để thật chặt nhé. Và khi mà cứ hóp lại như thế thì mút liếm như thế thì lưỡi của chúng ta sẽ tiết ra nước bọt, đúng không? Và nước bọt kết hợp với cái dịch của dương vật của chàng này, nó sẽ là rất là trơn, và mỗi lần chúng ta hút hụt thì sẽ làm cho dương vật của nam giới nó cảm giác ra, phát ra những cái tiếng mà gọi là nó rất là kích thích. Và người đàn ông cảm giác giống như bạn đang mút kem, bạn đang chuẩn bị ăn một chiếc xúc xích nóng bỏng, và bạn đang liếm một cái gì đó nó rất là tuyệt vời, và họ nghe được cái âm thanh
làm sao mà họ gần như dùng mình và họ chỉ muốn quay lôi bạn ra và họ tấn công bạn ngay lập tức. Kỹ xảo 4, tay trái không ngừng vuốt ve tinh hoàn. Các bạn nên nhớ này, một người phụ nữ làm tình và thổi kèn điêu luyện đó là sự kết hợp của đôi môi, cái lưỡi và đôi bàn tay, các bạn tưởng tượng được không? Nên là khi mà chúng ta liếm, chúng ta mút, tay trái chúng ta có thể vuốt trụ, đấy, vừa vuốt, vuốt, vừa vặn như thế này, thì tay phải của chúng ta phải nâng hai viên bi lên để cho nó có thể là cảm giác sướng và lên đỉnh nhất. Chứ các bạn đừng để rơi hai viên bi. Có rất nhiều chị em thì tập trung vào phần đầu khắc thôi, thì như thế cuộc yêu sẽ không trọn vẹn. Nhưng có một số chị em tập trung phần đầu khắc phần thân nhưng hai viên bi các chị em cũng bỏ quên, thì không thể nào mà dương vật có thể lên nhanh và có thể xuất tinh lên đỉnh được, tại vì đấy là nơi chứa rất nhiều tinh trùng, hàng triệu con tinh trùng. Nên các chị em hãy chú ý, tay trái thì có thể vuốt trụ, có thể tầm nắm, lưỡi thì có thể rà soát liếm, còn tay phải hãy nâng và vuốt ve tinh hoàn, mơn trớn nó để cho chàng trai của mình có thể sung sướng lên đỉnh. Kỹ xảo 5, há to miệng ngậm chú nhỏ vào trong. Ai là nam giới họ cũng đều thích người phụ nữ của mình có một chiếc lưỡi thật tinh nghịch, thật ma quái và có một vòm họng thật là to và dài, để khi mà nuốt cậu bé hoặc chú nhỏ vào trong vòm họng thì họ sẽ cảm thấy đến cổ họng, cuống họng và họ rất là se khít. Giống như ban nãy ở cái video lần trước tôi đã nói cho các bạn về các tư thế kỹ thuật chuẩn bị khi mà chúng ta làm tình bằng miệng ấy. Thì ở với cái kỹ xảo này thì chủ yếu là chúng ta ngậm cậu nhỏ vào bên trong và làm cho cậu nhỏ cảm giác rất là ẩm ướt này, giống như khi mà cho vào trong âm đạo này, và chúng ta kết hợp với cái kỹ thuật đó là nút lại để cho nó se khít hơn. Nhưng mà các chị em nên lưu ý, khi mà chúng ta ngậm, chúng ta gọi là sục ấy, gọi đầu chúng ta sẽ sục cái này đúng không, thì cái cường độ nó nhẹ nhàng thôi, đừng có mạnh quá. Khi mà mạnh quá sẽ làm cho bạn tình của chúng ta đau đớn và đặc biệt là cậu nhỏ sẽ cảm giác bị tổn thương và người nam giới sẽ rất là sợ. Và nhớ chú ý này, răng họ đừng để va chạm với thịt, sẽ làm cho họ rất là thốn và họ muốn đẩy bạn ra, họ sẽ không bao giờ dám quan hệ tình dục bằng miệng nữa, vì họ sẽ gọi là họ bị tấn công và họ bị bạo lực ấy. Nên là các chị em hãy chú ý đôi môi, đôi lưỡi và đôi tay nhé. Kỹ xảo 6, tăng tốc độ mút. Khi mà chúng ta thấy dương vật của nam giới bắt đầu cương cứng và cái đường cân nó bắt đầu nổi lên rồi, thì có nghĩa là bạn tình của chúng ta bắt đầu chuẩn bị xuất và lên đỉnh. Đặc biệt là cái biểu hiện là đầu khắc bắt đầu ra dỉ nước rồi, nó nhờn nhờn rồi, mặn mặn rồi, thì có nghĩa là bạn tình của chúng ta sắp xuất tinh ra rồi. Thì cái lúc này chúng ta hãy càng tăng tốc độ mút càng nhanh và càng gọi là mạnh, nhưng mà ở trong một cái giai đoạn nhất định thôi nhá. Và lúc đấy mà thấy hai tinh hoàn nó săn lại, có nghĩa là tinh binh chuẩn bị dồn lên để xuất ra rồi ấy, và người chồng của mình chân tay bắt đầu cứu kéo vào hoặc bắt đầu thở hổn hển ấy, thì bạn hãy cứ làm tới cho tôi, tại vì cả bạn càng làm như này thì nam giới càng sướng và họ có thể xuất tinh ra. Và khi mà xuất tinh ra thì bạn, nếu mà bạn muốn uống tinh trùng thì bạn có thể uống, tại vì nó có rất nhiều lợi ích, 9 lợi ích về tinh trùng tôi đã làm video. Hoặc là nếu không thì bạn có thể xuất lên mặt để dưỡng da, bạn có thể xuất lên ngực để hỗ trợ ngăn ngừa không bị ung thư vú. Còn nếu mà bạn ngại thì bạn có thể đề xuất ở đâu đó, hoặc nhiều lúc ấy, bạn họ có thể du bạn ra để họ xuất ngay ở trên chính ở cái vùng bụng của họ. Và bạn nghĩ sao nếu khi mà xuất xong, chàng vừa xuất xong, bạn có thể vừa liếm dọn sạch tinh trùng của chàng và bạn lại bắt đầu ngậm tiếp và bạn lại chuẩn bị trong cuộc yêu mới. Có rất nhiều người xuất xong là xong, nhưng có rất nhiều người xuất xong rồi lúc đấy mới bắt đầu một cuộc yêu mới. Thì tùy bạn là người như thế nào, phù hợp với cuộc yêu như thế nào, thì hai bạn có thể chọn một cái tư thế cực kỳ hợp lý và có thể áp dụng làm sao cho hai bạn có thể lên đỉnh tuyệt vời nhất có thể. Thực sự để mà nói thì có rất nhiều người busy chuyên nghiệp nhưng họ không hề biết những cái kỹ xảo này. Và bản thân tôi là người đúc kết ra những cái kinh nghiệm của tôi suốt những năm mà tôi và hai vợ chồng tôi đã gọi là nghiên cứu với nhau, đã giúp cho nhau cách mà lên đỉnh sung sướng nhất. Thì đây là những cái kỹ xảo, 6 cái kỹ xảo này tôi đúc rút từ chính bản thân tôi. Và tôi muốn chia sẻ cho tất cả các bạn, tôi muốn trao giá trị cho tất cả các bạn để các bạn có thể áp dụng nó để giúp cho đời sống vợ chồng các bạn có thể hạnh phúc hơn, thăng hoa hơn. Và đặc biệt đó là nếu mà cái kinh nghiệm BG không thể nào mà một sớm một chiều có thể thuần thục được, nhưng cái kỹ xảo này, xem xong cái video này, tôi cam kết rằng bạn có thể áp dụng và thực hành ngay lập tức. Và tôi rất là muốn các bạn trở thành một bậc thầy nữ hoàng thổi kèn trên giường. Và sau khi thực hành xong, đừng quên nhắn tin lại cho tôi cảm nhận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.